Bây giờ má chỉ cần ai sanh được con cho thằng Đông để có cháu cho má ẵm thôi, bất kể là bằng cách gì cũng được. Ủa, tối ra cuộc điện thoại cha vậy? À, em gọi cho bạn, cho con Điển. Em hỏi mấy chuyện phụ nữ thôi à. Chà, bữa nay còn bày đặt gọi điện thoại tâm sự chuyện lan về đẹp với Điển nữa ha. Anh ghen à nha. Anh mà ghen với Điển là phải ghen suốt đời luôn đó. Mà anh mới đi đâu về vậy? Anh xuống bè cá. Nóng quá, đưa anh mượn cái khăn. Anh đi tắm cái nha. Dạ. Alo. Anh Thiện hả? Em là Út Hiền nè. À Hiền hả? Em gọi anh giờ này chắc có chuyện gấp đúng không? Dạ. Anh cho em hỏi một chút, bây giờ anh có đang bận việc gì không? Không, anh đang ở nhà. Có chuyện gì em nói đi, anh đang nghe nè. Dạ. Thì chuyện anh Đông đó, hôm bữa anh nói là có cách giải quyết phải không anh? Cần phải có sự đồng ý của hai người mới tiến hành thụ thai được. Em đã nói chuyện và em cũng đã thuyết phục được ảnh rồi. Anh Đông, anh cũng đã đồng ý rồi. Vậy hả? Vậy là tốt quá rồi. Khi nào hai người vô bệnh viện anh ký cam kết được? À, có chuyện này anh cũng phải nói với em trước. Chi phí cho các tiến hành thụ thai khá tốn kém đấy. Dạ, tốn kém là hết bao nhiêu hả anh? Thì tùy thời gian bao lâu mới thụ thai mà thu phí nhiều hay ít. Chuyện này anh chưa nói trước được đâu, nhưng mà em phải chuẩn bị là chắc chắn rồi. Dạ, tụi em sẽ cố gắng. Nhưng mà một mình em đi thì có được không anh? Tại vì anh Đông, anh sắp đi biển rồi. Em sợ là thời gian đó anh không tới với em được. Theo nguyên tắc á, thì phải có hai vợ chồng em luôn. Em nói Đông á, cố gắng thu xếp đi nha. Dạ, chắc em sẽ lên sớm thôi. Có gì em sẽ gọi cho anh nha. Hai vợ chồng còn thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi anh nha. Phải cân nhắc cho thật kỹ trước khi quyết định. Dạ, em cảm ơn nhiều. Em chào anh. Ừ, không có gì đâu. Bye em. Em nói chuyện với Điển xong rồi hả? Ờ. Nhanh vậy 238. Anh vô hồi nào mà em nghe tiếng gì hết vậy? Em chỉ hỏi kinh nghiệm thai nghén thôi mà. Anh nói nghe nè, công nhận thấy thằng con của Điên Điển nhìn khoái thiệt á. Ồ, mà từ nãy tới giờ thấy em lạ lắm nha. Làm cái gì mà cứ giật mình hoài vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Đâu có gì đâu. Em cũng đi tắm đi. Em đi nghe. Nè. Anh thấy em lạ lắm nha. Hay là kết quả khám của tụi mình có trục trặc gì, em giấu anh, không cho anh biết. Anh hỏi gì kỳ vậy? Có gì đâu, tốt hết mà. Mà tại sao em phải giấu anh? Anh hỏi anh Thiện á thì biết liền chứ gì. Chị. Chuyện nó tính sao rồi? Sao là sao? Em muốn nói chuyện gì? Chuyện nói tối qua đó. Má nói vậy á là mở đường cho chị rồi mà. Trời ơi, khổ lắm. Cái ải lớn nhất là anh Đông kìa. Mà bây giờ con Hiền nó cứ kè theo ảnh, chị không có làm được gì hết trơn á. Chị lo làm chi mấy cái chuyện chút xíu đó. Cơ hội là tự do mình tạo ra. Cơ hội của âm binh ác quỷ. Trời ơi, ba tới rồi.
Dì Tám, dì nghe lén tụi tôi nói chuyện hả? Sao dì đi tới mà không nghe tiếng động gì hết trơn vậy? Thôi kệ bà đi. Lúc bà tới là em đang nói tới cái vụ cơ hội, nên là bà khùng khùng chứ bà không hiểu gì đâu. Kệ bà đi. Nghe như có mùi cốc chết đâu đây. Có ngửi thấy không? Thúi quắc à. Trời đất ơi, thiệt hả? Trời ơi, chị có nghe mùi gì không? Bà chửi mày á. Dì nha, càng ngày càng mát nặng rồi đó. Thôi dì đi chỗ khác giùm tôi đi. Đi gì như ma, không biết lúc nào tới. Vậy mới thấy chuyện âm binh, ma mới thấy được quỷ nói chuyện. Dì có tin á, dì nói thêm câu nữa. Cái hình của Dượng á mà dì cầm hàng ngày á, tôi giục xuống sông không? Đồ ác nhân. Dì còn dám nói nữa hả? Bà Tám nó nghe nè. Bà là bà liệu hồn nha. Bà nói cái chuyện nào mà nên nói thôi, còn cái chuyện mà không nên nói thì bà đừng có nói. Bà mà nói tầm bậy tầm bạ thì bà coi nè, cái hình của bà nó vậy nè. Đó, 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 thấy chưa? Ở ác gặp bà. Trời ơi, tôi ở chung với bà này riết chắc tôi bị điên quá. Bà làm đau tim muốn chết luôn vậy á. Trời ơi, thôi đi, đau tim gì. Coi vậy mà cũng yếu bóng vía ghê luôn á. Ủa Như, hồi xưa giờ là bà toàn xiên xỏ vậy không hả? Chứ chị thấy mấy năm nay chị tới đây ở là chị đã nghe bà nói chuyện kiểu đó rồi đó. Hồi xưa còn nhỏ á, em cũng thân với bà lắm. Không biết sao giờ đổi tánh đổi nết vậy á. Nói nghe phát bực rồi. Thôi, kệ bà đi. Bà khùng điên, bà không làm gì được ai đâu. Bây giờ nè, cái kế hoạch này phải tính sao nè? Em đâu có biết. Cái này chị rành hơn em mà. Chị cứ nói nghe thử, em coi có được không? Vậy coi bộ hôm nay cô là người duyệt kế hoạch của tôi rồi. Vậy thôi, khỏi làm cũng biết là thất bại rồi. Trời, đâu có phải là lúc nào cũng hơn thua mấy cái chuyện đó đâu. Chị, nói em nghe đi, chị đang định làm gì? Cái chuyện đó là... Hôm nay nhìn Tám lạ quá. Lâu lâu mới được một ngày. Tám bỏ rượu đi. Uống như Tám có hại lắm. Mà uống hoài là sẽ... Đời vậy còn để chi sai. Lại có người sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Rầu thiệt đó Tám à. Con mới nghe lời người lớn nói, làm con đau lòng muốn chết. Làm người ta không có dễ chết được đâu. Mà muốn chết cũng phải có số. Hạnh phúc của con mong manh quá. Con chỉ sợ một ngày nào đó nó cũng giống Lục Bình trôi thôi Tám. Vậy thì cứ chờ mùa nước cạn, Lục Bình đứng im khỏi trôi. Nhưng mà Lục Bình có mùa nước nổi nước cạn. Còn con thấy đời chỉ có nước lớn thôi, cứ dập dềnh muốn trôi đi không. Con không sao đâu Tám, hết liền à.
Nước lớn thì nhiều phù sa, mà nước lớn thì cẩn thận, tiểu nhân đẩy ngã. Là sao Tám? Con không hiểu. Cẩn thận. Vậy thôi. Vậy thôi. Dạ. Ruột thịt của mình trong tay đây, liệu có ngày đó không? Biết bao nhiêu muộn phiền để đêm trôi vào giấc mơ, còn yêu nhau hay tìm nhau nhé. Ủa em. Anh này, gì đâu mà nắng nóng vậy mà anh ngủ miết vậy luôn à? Em, anh đang học cách chăm sóc bà bầu đây. Chắc khi nào có em bé rồi anh xin lên bờ dài hạn, ở nhà lo cho bà bầu của anh luôn nha. Thôi đi, lúc đó anh lo cho em hay là lo cho con? Anh kiếm ai vậy? Tôi nè cô Hiền. Cô không nhận ra tôi hả? Tôi là Tư Khôi, con bà Năm hỏi nè. Tôi muốn kiếm cô Như. Anh Tư. Lâu quá không gặp anh. Dạ. À cô Như, có người tới tìm cô. Ai vậy chị Hiền? À anh ở xóm Bè, tôi có quen. Anh nói đến tìm cô đó. Gặp tôi làm chi? Tôi là Tư Khôi, nhà ở xóm dưới á. À, tôi lên đây là muốn chào hỏi cô Như á. Chào hỏi tôi làm chi? À, tôi nghe nói nhiều về cô nên tôi muốn tặng quà cho cô. Tôi chỉ qua đây hỏi chuyện thôi. Hỏi chuyện? Hỏi gì chứ? Thiệt tình là tôi muốn làm quen với cô Như lắm. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Anh chả làm sao bằng một gốc của anh Thiện chứ. Anh Thiện vừa đẹp trai vừa trắng trẻo, còn cha này thì ghê. Cô Như, anh Tư, vô nhà đi chứ đứng ngoài này chi cho nắng. Bình thường tôi có Hiền à. Mà hôm nay thấy cô ốm hơn lúc trước thì phải á. Dạ không có. Em bình thường thôi à. Ủa mà giờ anh Tư đang làm ở đâu? Tôi đang nuôi tôm càng ở miệt dưới á. Hôm nào rảnh á, mời cô Hiền với cô Như qua chơi ha. Có rảnh á, tôi cũng không qua bển chơi. Qua đó làm chi? Cô Như qua chơi cho biết chỗ, mai mốt dễ đi lại.
tôi muốn đi lại với anh hồi nào chứ. Anh có duyên dễ sợ quá ha. Ý anh á là suốt ngày tôi ru rú ở trong nhà, không có đi được tới đâu chứ gì. Không, không, không có, không có. Cô hiểu lầm ý tôi rồi. À, tặng cô nè. Lạ lùng. Khi không á, rước cái bực mình tới nhà hả? Anh Tư. À. Mấy bữa rày con không được vui, anh Tư thông cảm nha. Tôi hiểu mà. Thôi tôi về luôn nha. Dạ. Khi khác tôi lại ghé. Dạ. Anh nhanh vô nhà, ồn ào quá. À, thôi tôi vô nha. À. Nhớ kỹ nghe không? Cứ vô bình nước bự ở trên bàn, làm sao để ba má đừng đụng vô. Nhằm lúc anh Đông với con Hiền đi rửa chén xong, để nước sẵn ở trên bàn. Lỡ hai người đó không uống rồi làm sao? Bữa trước bị một lần, làm má đi cấp cứu rồi đó. Chị nhớ không? Em yên tâm, chị đã quan sát kỹ hai người đó rồi. Ăn cơm xong không có uống nước liền, mà rửa chén xong mới lên uống nước. Chị chắc không đó? Bàn nhau thì nghe được, nhưng sao em thấy lo lo? Sao em nhát quá vậy? Chị đã nói chắc là chắc rồi mà. Được rồi, giờ sao nữa? Trời đất ơi, thì đợi hai người đó đi ngủ rồi liền con Út Hiền ra ngoài chứ sao. Ừ? Liền ra. Ê, lỡ bà tỉnh lại rồi tính sao? Mày nhiều chuyện quá. Thì mình tăng liều lượng lên cho nó ngủ tới sáng luôn chứ sao. Để coi lần này các người làm cách nào thoát được. Thường giờ này là lạng ra ngoài rồi mà, sao hôm nay ngoan vậy? Em khát nước. Hôm nay chán, không thích đi, uống được sao? Ờ, nhắc tới nước mới nhớ. Đã giờ làm quên uống, khát quá. Em làm xong chưa? Có miếng nước nè. Thôi để em tự rót được mà. Má mà nhìn thấy á, má la em đó. Anh cưng vợ của anh chứ không phải cưng hàng xóm đâu mà la. Em, ngày mốt anh đi rồi phải xa em mấy tháng, buồn quá. Nè, buồn gì xa vợ, hay là buồn gì? Thôi đem đi xếp đồ. Ê, nè.
Bộ tính đuổi anh đi hay sao mà xếp đồ sớm vậy hả? Ngày mốt anh mới đi lận mà. Mai hay bữa nay sếp cũng vậy thôi, cứ làm từ từ không phải hơn sao? Để vợ ở nhà một mình hoài cô đơn tội nghiệp quá. Đúng là lấy chồng thủy thủ, thiệt thòi đủ thứ. Chính xác đó. Sao em thấy run quá à? Em yên tâm đi, bộ em không tin tưởng chị hả? Bây giờ chị phải về phòng thay một bộ đồ cho hấp dẫn thì tỷ lệ thắng là 100%, đúng không? Anh ơi. Anh thức dậy đi. Chuyện gì vậy em? Hả? Giờ là mấy giờ rồi, để mai được không? Ủa? Mới 8 giờ mấy thôi hả?
Em thấy ở trong phòng ngột ngạt quá, không ngủ được. Anh đi một mình thì em hơi sợ. Nhưng có gì vậy em? Anh đang buồn ngủ quá. Anh, em biết anh chiều em mà, mình đi ha. Đi đi anh. Đi. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng là uống thuốc rồi mà. Ảnh đi đâu được chứ? Em ngộ quá nha. Đang ngủ mà đồ ra đây làm chi không biết nữa. Anh, em thấy hình như tại em thấy trong nhà ngợp quá nên muốn ra đây thôi. Anh không có nhà, chắc đêm nào em cũng ra đây ngồi phải không? Chắc vậy nó mới ốm yếu đây nè. Anh à, anh hứa với em sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa em nha. Em đó nha, em nói cái gì mà lạ lắm, nói giống như là sắp sửa có chuyện gì xảy ra vậy. Có chuyện gì xảy ra đúng không? Không có, em chỉ nói lỡ như thôi mà. Mình đâu có biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Anh biết, anh đã để cho em chịu quá nhiều áp lực rồi. Mà không có anh ở bên cạnh nữa, em cảm thấy mệt mỏi lắm có đúng không? Anh đã vì em mà làm rất nhiều điều, điều này em biết hết. Vì bây giờ trong tay em không có bất cứ điều gì, tự em cảm thấy sợ thôi. Ủa, không lẽ nhanh vậy sao chị? Nhanh gì mà nhanh, biến đâu mất tiêu rồi. Biến mất mà biến đi đâu mới được chứ? Hai vợ chồng cùng biến một lúc. Em có chắc là pha đủ liều không vậy? Trời ơi, lần nào kêu em làm cái gì cũng chết quớt hết trơn á. Nè, lần này không phải lỗi của em đâu nha. Chị nói á, là sau khi uống á, hai người đó sẽ ngủ ngon lành. Em làm đúng liều lượng, nhưng mà ai biết hai người đó có uống không? Hoặc là uống rồi có chắc là có ngủ mê như chị nói không? Ý là bây giờ đổ thừa cho tôi phải không? Thua keo này mình bài keo khác. Tháng rộng ngày dài, có gì đâu mà chị lo. Em làm thiệt tình. Thôi mà, anh tin rồi tụi mình sẽ sớm có tin vui thôi. Vợ của anh hiền lành tốt bụng như vậy, không lý nào ông trời lại phủ. Em nè, mình ngồi đây chút thôi rồi về, sương xuống là lại bệnh đó. Đi em. Mình ngồi thêm chút nữa nha anh, anh sắp đi nữa rồi. Tự nhiên em muốn ngồi với anh như vậy. Nghe em nói anh muốn thắt ruột luôn. Anh đã quyết tâm dành cả đời này cho em rồi mà, chứ một chút cũng có là gì đâu. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Chuyến này anh đi hơn 2 tháng lận, em sẽ nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ vợ thấy mồ. Thôi em đừng có buồn nữa, khi nào xong việc có phép là anh về liền. Anh sẽ thường xuyên liên lạc về nhà vậy nha bà xã. Dạ em biết vậy, nhưng mà sao vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn lo. Coi kìa, cái trán này nè, không có được nhăn nghe chưa. Nhăn hoài mau già là anh không thương luôn đó. Em biết rồi,
Thôi anh lên xe đi, cũng sắp tới giờ xe chạy rồi đó. Nè, nhớ thỉnh thoảng về thăm má vợ anh nha. Không thôi má buồn lắm đó. Còn mấy lời của má chồng nói, em nghe qua lo thôi. Nghe bên này, lọt qua bên này là xong rồi. Nè. Để em ghi âm lại câu này, đem về cho má chồng em nghe thử, để coi má nói làm sao. Trời ơi, gan dữ ha. Bày đặt chống đối lại tôi nữa. Thôi, tới giờ rồi kìa. Vậy mà cũng gần 5 năm rồi. Quyết định của mình là hoàn toàn đúng. Chỉ cần kết quả tốt, mọi việc rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Mình nhất định phải tin như vậy. Không được khóc nữa. Giờ này mình cần phải mạnh mẽ lên. Vì hạnh phúc, không được phép bỏ cuộc. Út Hiền, ra đây mau cái coi, làm ăn vậy đó hả? Dạ, con qua liền. Má. Nè, coi vậy mà để được sao? Má nói còn bao nhiêu lần rồi, đi chợ về là phải làm liền chứ. Để cho sình cho ương vậy mới chịu làm hay sao? Dạ, con xin lỗi má. Con vô phòng rửa mặt một chút. Con làm liền bây giờ. Có làm công to chuyện lớn gì đâu. Có mỗi chuyện bếp nút thôi à, mà cũng làm không có đàng hoàng. Nói ra, nói tôi khó. Em ơi. Má ơi. Má ơi. Chị muốn gì? Bán cho chị gói bột nêm. Bột nêm? Út Hiền. À, Điển, bột nêm á. Ờ, đây nè. Dạ, của chị 8 cho ngàn. Cho chị gửi tiền. Dạ. 5 ngàn. Vậy rồi, em cảm ơn. Ờ. Ngồi đi. Bye bye nè. Đi đâu mà ghé đây hả dâu Hiền? Tao qua chơi không được sao? Cứ phải đi đâu rồi thuận đường mới ghé qua được hả? Dạ, Út Hiền hôm nay không phải là Út Hiền của ngày hôm qua nữa rồi. Miệng lưỡi thấy ghê luôn. Bye nè. Có chuyện gì rồi phải không? Nhìn mặt mày nghi lắm đó. Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là tao đang muốn mượn chút tiền. Giờ mày có không? Một chút là bao nhiêu mới được? Hổm rày mày cũng thấy rồi, anh hai á sửa lại nhà máy xây xát cũng tốn không ít tiền. Nhưng mày cần nhiêu, nếu mà đủ á thì tao sẽ đưa mày.
Mày cho tao mượn khoảng 10 triệu được không? Vậy là cũng nhiều đó chứ. Mà mày có việc gì gấp lắm hả? Việc gấp lắm, nhưng mà tao có không đủ. Mai mốt tao sẽ kể cho mày nghe. Tao không biết có còn đủ không. Được rồi, để tao coi lại rồi cho mày biết. Mày cố gắng giúp tao nha. Tao sẽ sớm trả lại cho vợ chồng mày. Không trả thì tao sẽ đốt nhà. Chứ ở đó mà sớm hay không. Mà khi nào mày cần? Càng sớm càng tốt. Như vậy á, để tối nay tao bàn với anh hai, rồi tính toán bao nhiêu, rồi tao đưa mày ngày mai ha. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Được rồi, tao nhận. Cũng lâu rồi, cũng đâu có ai nói cảm ơn mình đâu. Đây, qua đây gì? À, khoan ngoan. Con chụp hình má nè. 7, 8, 9, 10. Anh, con đâu rồi em? Nó ngủ trong buồng á. À anh, hôm nay Út Hiền có qua nhà mình mượn tiền. Mượn tiền? Ừ. Chắc là Út Hiền có chuyện gì cần lắm đó. Em có biết chuyện gì không? Em thấy nó muốn giấu nên em cũng không hỏi tới. Nhưng mà chắc là việc riêng, anh Đông không biết thì phải. Thấy nó có vẻ lo lắng lắm. Hơn nữa số tiền của nó mượn cũng không nhỏ. Út Hiền muốn mượn bao nhiêu? Nó nói nhà mình có nhiêu thì cho nó mượn nhiêu. Khoảng 10 triệu trở lên. Cổ cần gì mà nhiều tiền vậy cả? Nó nói nó có nhưng không đủ nên phải mượn thêm mình. Em cũng muốn biết nó có chuyện gì mà phải mượn số tiền lớn như vậy. Chắc quan trọng lắm á. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Út Hiền không muốn nói với ai. Mình cũng nên tôn trọng cổ. Em cứ cho Hiền mượn đi. Hồi bữa sửa nhà máy xong còn nhiêu anh? Còn 6 triệu. Nhà làm nhanh, rẻ được ngày công nên mới còn dư ra được vậy đó. Em gom thêm bên tiệm nữa coi được bao nhiêu. Nếu em gom hết á thì cũng được khoảng 13 triệu. Em đưa nó 15 nghe. Ừ. Lúc khó khăn á, Út Hiền mới nhờ tới vợ chồng mình. Ráng giúp cổ. Dạ thưa má con đi. Đúng là càng ngày càng hay rồi đó nha. Thấy có chồng binh vực nên muốn làm gì thì làm đó mà. Chuyện nhà thì làm qua loa rồi đi à. Tối ngày cứ đi miết. Thiệt riết hết nó nổi rồi mà. Má dễ quá mà. Cho nên người ta mới qua mặt ào ào vậy đó. Chắc là bây giờ trong lòng người ta coi thường má lắm rồi. Đi đâu đó Út Hiền? Dạ thưa má, con đi chợ. Muốn đi đâu thì cũng phải chào má chồng một tiếng chứ. Cô không có mắt hay là coi thường tôi vậy hả? Dạ, con có chào. Nhưng chắc là má không thấy. Con xin lỗi má, xin phép má, con đi chợ. Trời đất ơi, cái thứ con dâu gì mà hỗn hào dữ vậy. Nó không coi má ra gì thiệt rồi. Ơi, nói con nhỏ này không xài bùa ngải á, có khùng con cũng không tin. Nhan sắc thì cũng tầm thường. Suốt ngày cái miệng ngậm hột thị. Trời ơi, bao nhiêu năm trời rồi không có con cái. Vậy mà sao anh Đông vẫn còn thương nó chứ.
Tánh thằng Đông nó hay thương người vậy đó. Mà thương đúng ngay con nhỏ thấy ghét. Thiệt là mà tức muốn chết luôn á. Mà dạo này con có thấy con Hiền nó khác thường không? Má thấy nó kỳ lạ lắm á. Nó lúc nào mà không kỳ má? Tại nào giờ má không để ý thôi. Chắc tại vì thôi mà má. Nó khùng lên mấy bữa à, không có gì đâu. Nó làm được cái gì chứ, má khỏi phải lo cho hao sức. Đang làm gì đó cô? Như Dạ. Trời đất ơi, sao tôi kêu mà không nghe trả lời? Bộ có thường tôi hả? Đâu có đâu, em không nghe thiệt mà. Mà có chuyện gì vậy chị? Làm gì mà ngồi đơ người ra vậy? Đang nghĩ tới trai phải không? Đâu có nghĩ tới trai đâu. Em nghĩ lại chuyện hôm bữa, tự nhiên có người vô tới nhà đòi làm quen em. Trời đất ơi, rồi sao nữa? Có làm sao đâu. Thấy anh ta không có được nhìn thiện, vừa lượm thượm vừa quê mùa, đang bực mình em đuổi về. Vậy hả? Mà sao tự nhiên cái tên nó mò tới đây? Ở đâu ra? Thì nói muốn làm quen với em rồi đem bông tới nữa. Trời. Bà Hiền biết tên đó đó. Thiệt không? Ừ. Rồi. Cái này chắc chắn là con Hiền nó bày ra nè. Nó muốn cho em quen một cái thằng nhà quê cho nó hả dạ. Trời ơi, nó đâu có muốn cho em quen với ông Thiện. Con nhỏ này, tâm địa nó ghê thiệt. Chắc không phải vậy đâu. Không lẽ chỉ rảnh vậy? Trời đất ơi, tại em không biết đó thôi. Cái thói châu buộc ghét châu ăn là nó như vậy. Nếu không phải nó bày ra thì ai khơi khơi dám vô cái nhà này? Với lại trước giờ ở cái xứ này em cũng đâu chơi với ai đâu. Có lẽ. Trời ơi, có lẽ cái gì? Đúng quá chứ còn gì nữa. Trời ơi, thôi nè, bây giờ đừng có ngồi đó mà ngẩn ngơ nữa. Bây giờ phải nghĩ cách coi làm sao trả thù được nó. Nó mới vừa chọc cho má tức kìa. Nữa hả? Ừ. Chuyện gì vậy chị? Trời ơi, má đang nói chuyện với nó mà nó cười khẩy xong rồi bỏ đi giữa chừng. Nó coi má không ra cái gì hết. Trời ơi, em biết không? Bây giờ nó ỷ nó có anh Đồng cái gì, nó muốn làm gì nó làm hả? Coi bộ hỗn hào quá rồi. Ừ. Không thể để bả như vậy hoài được. Thiệt. Bởi vậy, mai mốt nha, nó leo lên đầu mình nó ngồi cho coi nè. Ê. Trời ơi, bình tĩnh đi em. Em phải bình tĩnh, em nghe chị nói nè. Bây giờ chị thấy nó là lì đòn rồi đó. Tốt nhất là qua mắng vốn má nó, để má nó biết đường mà dạy dỗ nó lại. Má nó cũng dữ dằn lắm. Chị không nhớ chuyện hôm trước hả? Bà cũng đâu có vừa gì. Nên vấn đề chị nói á, không có xi nhê gì đâu. Mà nó còn cái chuyện mấy năm trời nó không có con nữa chứ bộ. Có đứa con gái nào mà vô phước tới nước như vậy không? Bà mạnh miệng tới cỡ nào cũng không cãi lời mình đâu. Chị đúng là nhiều chiêu thiệt, có lý lắm. Út Hiền, có ở đây không vậy? Út Hiền, chị ra đây cho tôi. Mấy ngày nay nó không có về đây. Bộ nó không có ở nhà bển sao? Lại có chuyện gì nữa rồi? Nhà? Đó là nhà của chị hả? Nhà chồng. Bà làm ơn phân biệt rõ giùm đi. Không có ở đây thiệt hả? Cô nói năng cho đàng hoàng chút đi. Nếu nó có ở đây, không lẽ tôi giấu nó trong nhà hả? Cô còn ít tuổi mà nói năng với người lớn như vậy, không sợ... Mắc gì sợ? Tôi đi kiếm bà chị dâu yêu quý của tôi về, không biết làm chuyện gì mờ ám mà cứ bỏ nhà đi tối ngày.
Sợ cái xứ này không biết bà không có con sao? Cô nói gì vậy? Ủa, chẳng lẽ bà không biết chị dâu tôi không sanh đẻ được sao? Cái nhà bà ăn ở làm sao để cho trời phạt? Con gái đi lấy chồng mấy năm rồi mà không sanh đẻ gì ráo hết. Nếu không sanh đẻ gì được á thì biết đường mà lui đi. Ở đó cản đường cản lối hoài. Cô ra khỏi nhà tôi liền. Ủa, tôi vô nhà bà hồi nào? Chỗ này á là đất của thiên hạ. À, hay là bà xí trước rồi để con gái đem tiền từ nhà người khác về cô, rồi mua hết chỗ đất này luôn. Khỏi cần giả bộ, cái trò này á diễn riết rồi chán quá rồi. Tôi nói cho bà hay, bà liệu mà rước con gái bà về đi, ăn ở cho có phước một chút, để kiếp sau á mai ra còn có đường sanh nở. Cô, thôi tôi về, để thôi á người ta tưởng tôi ăn hiếp bà nữa. Đi kiếm con gái bà về, đưa bà đi bệnh viện đi. Dì hai, dì hai, dì bị sao vậy dì hai? Dì có sao không dì? Để con đỡ dì vô. Mày làm gì vậy Hiền? Viết giấy tờ làm chi? Cầm đó đi, khi nào có đưa lại tao cũng được mà. Bạn bè là một chuyện, cái nào ra cái đó. Giữ đi, rủi tao quên á, mày có cái để nhớ chứ. Tao nói rồi nha, anh hai mà biết á là... Alo, ai vậy? Tú hả? Sao biết số điện thoại của chị? Má chị cho. Cái gì? Má chị bị cái gì? Hồi nào? Rồi, chị biết rồi. Rồi, cái vụ gì vậy? Bà già bị gì hả? Má tao xỉu, nhà Út hàng xóm đưa vô bệnh viện rồi. Tao đi đây, cảm ơn mày nhiều nghe Điển. Ừ, cảm ơn mày nha. Trời ơi, con nhỏ này sao đủ chuyện khổ vậy không biết nữa. Ông thở dài gì? Được vậy là tốt lắm rồi. Tôi có nói gì đâu, mở miệng ra cứ muốn gây sự không là sao? Má, con thấy bữa giờ Út Hiền cứ ở miết bên đó à, không biết ở tới chừng nào mới về hả má? Sao còn hỏi má? Con đi kiếm nó hỏi nó đi. Chắc bà kiếm chuyện trốn việc nhà. Lần này đi cả tháng cho coi. Nó đã xin phép cho ở bển chăm sóc má nó rồi, than vãn cái gì nữa. Cái nhà này không có nó bộ không làm được chuyện gì sao? Gì mà không có nó mà không được chuyện gì? Ông nói gì mà lạ lùng như vậy? Mà con thấy cũng ngộ ha. Mẹ của Út Hiền á, làm như lâu lâu là phải bệnh một lần á, để cho con cái kiếm cớ về nhà, khỏi phải làm dâu nữa. Trời ơi, cái chiêu này hay thiệt luôn nha. Sao con nói vậy được mén? Nếu mà ba má con ở nhà bệnh rồi con không thèm quan tâm hả? Thì... Làm ăn mất ngon. Dì hai ơi. À, Tú hả con? Dạ dì. Dạ ủa dì mới về? À, dì cảm ơn con đã đưa dì đi cấp cứu kịp thời. Dì cứ nói ơn nghĩa chi không biết. Bà con lối xóm với nhau giúp nhau là chuyện thường mà dì. Tú nè. Tú, chị phải cảm ơn em rất nhiều. Không có em á,
má chị gặp nguy hiểm rồi. Bây giờ chị nhờ em giúp chị thêm chút nữa. Chị có việc phải đi Sài Gòn gấp, em ở gần em chăm sóc má chị giùm mấy ngày nha. Dạ, chị mắc công chuyện thì chị cứ đi đi. Dì hai để em lo được mà. Con tính đi đâu vậy Hiền? Con không về bến sao? Dạ, con có việc phải đi mấy bữa. Nếu mà ai có hỏi, má cứ nói là con ở bên này với má nha. Mai mốt có gì con sẽ nói má hay sao? Con làm chuyện gì mà không cho má biết chứ? Má à, má tin con gái má phải không? Con sẽ không làm gì sai trái đâu. Má phải tin con chứ. Em ráng giúp chị nha Tú. Dạ chị cứ yên tâm ạ. Gửi má. Ờ. Thôi con đi nghe má. Chị đi nghe Tú. Dạ. Con Hiền định làm gì? Sao dì thấy lo quá? Thôi dì, dì đừng có lo lắng quá, ảnh hưởng tới sức khỏe không có tốt đâu. Không, dì không ăn nữa đâu. Cho dì nằm xuống đi con. Dạ. Dì hai, dì khỏe chưa vậy? Hai đó hả con? Dạ. Lâu rồi mới thấy con ngang. Bộ con có công chuyện gì đi ngang đây hả? Trời, con tới thăm dì không được sao? Dì đỡ nhiều chưa? Cũng không có sao hết, tim mạch của người già thôi mà. Út Hiền đâu rồi dì? Nó kêu có chuyện, nó đi Sài Gòn gấp rồi. Mà dì thấy nó lạ lắm hai à. Con có biết chuyện gì không? Lạ? Là sao dì? Nó nhờ con Tú hàng xóm á qua coi chừng dì, rồi đi lên Sài Gòn. Mới đi tức thì đó con. Út Hiền làm gì cũng không nói cho dì biết sao? Không, nó chỉ nói vậy thôi. Dì thấy lo quá hai à. Dì có linh cảm như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra hai à. Dì à, dì cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi, chắc không có chuyện gì đâu. Út Hiền trước giờ biết cân nhắc, suy nghĩ cẩn thận trước khi làm việc gì mà. Không biết Út Hiền lại gặp chuyện gì nữa đây. Mình đâu còn tiền nữa mà lấy thêm. Khỏi coi cũng được đi anh. À, người ta mới kêu có mấy mẫu máy đánh bóng mới, chứ hàng nhập về cũng phải mấy tháng nữa. Anh muốn lên coi coi cái máy đó nó làm sao. Nếu mà giá không mắc lắm á thì mình cũng mua một cái. Sẵn tiện anh cũng mua một số đồ cần thiết. Ờ, nên chắc cũng phải qua ngày mốt mới về tới à. Ừ, vậy cũng được. Anh ăn cơm trưa xong rồi đi luôn. Em nấu gần xong rồi. Chắc là thôi quá. Anh đi cho kịp vậy. Chứ không á phải đợi xe lâu mới có chuyến. Lát thằng Khoa đi học về, mất công theo khóc ầm rồi dỗ mệt à. Vậy thôi anh đi đi. Ừ. Đây, để tôi chỉ cho cô coi. Cũng như lần trước tôi đã nói rồi đó, tinh trùng của anh Mạnh Đông gần như là bằng không. Nên chỉ có cách cô phải sử dụng tinh trùng của người khác. Dạ, em hiểu rồi anh. Nhưng mà có bảo đảm là khỏe mạnh, không có vấn đề gì không? Em chỉ sợ sau này
Cô yên tâm, tất cả những người hiến tinh trùng đều trải qua những xét nghiệm rất thận trọng, nên có thể nói là tuyệt đối an toàn. Em chỉ sợ tới khi đứa trẻ ra đời, nếu họ biết được giọt máu của họ mà làm khó mình thì sao anh? Không có chuyện đó đâu. Thông tin của người cho và người nhận hoàn toàn tuyệt mật, không thể lộ ra ngoài đâu. Thiệt vậy hả? Vậy em bớt lo rồi. Anh, khi nào thì mình có thể tiến hành? Chắc phải kiểm tra tình hình sức khỏe của em một lần nữa, và làm một số xét nghiệm cần thiết để chắc chắn đứa con sinh ra khỏe mạnh như ý muốn. Vậy mình kiểm tra luôn bây giờ hả anh? Cô mới lên, có thể kiểm tra không được chính xác cho lắm. Vậy đi, ngày mai cô quay lại đây kiểm tra rồi định ngày luôn. Mà Mạnh Đông không có mặt, được không đó? Anh Đông, anh kêu em tự quyền quyết định mà. Anh bận rộn quá à, thiệt tình không có thời gian. Mà tụi em nhờ quen biết anh, tụi em sốt ruột có con lắm rồi. Thường á, làm việc này cần có sự cam kết của cả chồng lẫn vợ, trừ những người muốn làm mẹ đơn thân thôi. Anh cố gắng giúp em chuyện này, vợ chồng em mang ơn anh suốt đời. Thôi được rồi, bây giờ em cứ về đi, để tôi thu xếp cho. Hiền, em cũng có ở đây nữa hả? Anh Hai. Khang, cậu mới lên hả? Ừ, tôi lên để coi cái máy đánh bóng gạo, sẵn ghé thăm ông chút. Tôi tới nhà thấy khóa cửa, nghĩ ông ở bệnh viện nên tới đây luôn. À Hiền. Dạ. Em hay ai bệnh mà phải lên chỗ anh Thiện lận? Dạ, em có chút chuyện riêng á mà. Có chuyện riêng? Má đang bệnh ở nhà mà em lên đây, rồi nói có chuyện riêng, có gì gấp gáp không em? Khang à, ông không có biết chuyện gì á thì đừng có nói nghe. Chuyện này không có nói như vậy được đâu. Rốt cuộc là hai người đang nói chuyện gì vậy chứ? Không có gì. Thôi, ông về nhà tôi trước đi. Còn em đi đâu? Em ở nhà, nhà bà con gần đây thôi. Anh không cần phải lo đâu. Em làm gì có bà con trên này? Có thuê khách sạn thì để anh đưa em đi. Dạ không cần thiệt mà, em tự đi được. Anh cứ lo chuyện của anh đi. Vậy đi. Khang ơi, ông về đi, lát tôi về mà. Dạ vậy thôi, hay là em về trước. Cảm ơn anh nhiều. Em chào anh Hai. Giờ ông nói đi, rốt cuộc là ông với Hiền đang có chuyện gì mà không nói cho tôi nghe được? Ông nhất định không chịu nói cho tôi biết sao? Ông thắc mắc cái gì? Ông phải nói tôi mới biết, mới trả lời được chứ. Ông đừng có giả bộ nữa. Ông với Út Hiền có chuyện gì đặc biệt tới mức má cổ đang bệnh còn phải để cho người khác lo rồi lên đây gặp ông? Khi tôi xuất hiện thì hai người lúng ta lúng túng. Tôi là bạn thân lâu năm của hai người, có chuyện gì sao lại không nói cho tôi biết được? Ông nói gì kỳ vậy? Ông muốn ám chỉ điều gì? Nếu ông thẳng thắn từ đầu thì tôi đâu phải nói tới mức vậy. Bây giờ tôi đang có điều nghi ngờ trong lòng. Nếu đó là sự thật, tôi quá thất vọng với ông. Ông không được nghĩ bậy, tôi với Út Hiền thiệt tình không có chuyện gì hết. Thiệt mà thái độ ông vậy đó hả? Tôi nói thiệt mà thôi, ở đây không tiện giải thích. Ông về nhà tôi đi, ở đó đợi tôi, tối mình về nhà nói chuyện. Chìa khóa nè. Được rồi, tôi về trước. Chuyện này nhất định tối nay chúng ta phải nói cho rõ ràng,
ông đừng nghĩ là sẽ trốn được tôi nha. Thôi, ông về đi, bệnh nhân còn đang đợi tôi ở trỏng kìa. Về nhà đi rồi nói chuyện sau. Trường tôi mấy nay thi quá trời luôn. Thế bà sao rồi? Tôi cũng bình thường à. Bà sao? Cô bên tôi dí quá trời luôn á. Anh đừng lo, nhất định em sẽ tìm lại được hạnh phúc của tụi mình. Anh tin tưởng em mà, phải không? Trong hạnh phúc ban đầu, ta đi qua nhau những vòng tay yêu dấu, để bên bờ hạnh phúc không còn xa. Để rồi một ngày ta đã trong bao đua chen sóng gió cuộc đời. Alo. À, anh Thiện, em Út Hiền nè. Giờ anh đã về nhà chưa? Chưa, anh vẫn còn ở bệnh viện. Anh Hai có hỏi anh chuyện hồi nãy không? Anh có nghi ngờ gì không anh? Rồi anh về nhà anh chưa? Ừ, anh Khang đang ở nhà của tôi. Thôi, cô đừng có lo lắng quá, tôi sẽ tìm cách để nói cho Hai Khang hiểu. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ lo việc này, cô cứ nghỉ ngơi đi. Sắp tới, áp lực tâm lý sẽ lớn hơn rất nhiều. Cô đừng để suy sụp nghe. Dạ, em có sự chuẩn bị rồi. Sáng mai cô tới bệnh viện sớm để làm cái kiểm tra được. Rồi về nhà tôi. Chắc là kết quả sẽ có liền. Có gì tôi sẽ giải thích rõ cho cô. Vậy nha, tôi tắt máy đây. Dạ, em chào anh. Tự nhiên con phải ngồi đây làm mấy cái việc này chứ? Làm cho quen đi cô, mai mốt là còn phải làm dài dài đó. Bộ bà tính ở bển luôn hay sao mà không chịu về vậy trời? Tính bỏ nhà đi luôn chứ ở đó mà còn về. Nè, nó lấy cớ để đi luôn đó. Má, mà má có thấy không, dạo này ba cũng lạnh nhạt lắm. Thấy rõ trên khuôn mặt luôn đó. Lạnh nhạt với ai? Với bà Hiền với còn ai nữa? Hồi trước á, má với con nói gì á là ba binh chỉ liền. Còn giờ hết thấy ba nói gì rồi. Thì phải làm cái gì người ta mới vậy chứ. Không làm nên trò trống gì cưng sao nổi nữa rồi cưng. Nè, hai đứa này, làm lẹ lên. Ba tụi mày về mà chưa có cơm ăn á, ông cằn nhằn cho mà coi, mau lên. Lời giải thích tối qua của ông tôi nghe chưa có hợp lý đâu. Bây giờ có Út Hiền ở đây rồi, hai người nói thiệt cho tôi nghe đi. Anh Hai, thiệt sự là không có chuyện gì hết, anh đừng có để ý mà. Nói vậy á, là hai người vẫn quyết tâm giấu tôi đến cùng chứ gì? Được rồi, cũng không sao. Bây giờ hai người cứ tự do nói chuyện, tôi sẽ xuống nhà, không để cho hai người phải ái ngại đâu. Khang. Anh Hai. Khang, đứng lại đó đi Khang. Giờ không biết phải nói sao cho anh Hai hiểu nữa. Ảnh mà không tin như vậy thì em cũng khổ tâm lắm. Cũng tại nó quá lo cho cô nên mới như vậy, lúc nào cũng sợ cô buồn khổ. Nó quan tâm cô thiệt đó. Như vậy em càng cảm thấy có lỗi với ảnh.
anh thương em như đứa em. Vậy mà em cũng không thể nói cho anh biết. Thiệt tình, em cảm thấy có lỗi. Bây giờ cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện của cô thì cô cứ làm thôi. Còn thông cảm hay không là chuyện của sau này. Em cũng biết là bây giờ em không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Thôi, mình nói chuyện phải làm đi anh. Cô chờ tôi chút. Dạ. Đây, cô coi đi. Nếu mà bơm tinh trùng trực tiếp vào tử cung thì xác suất thành công không cao lắm. Không cao là sao hả anh? Nếu môi trường trong tử cung của em tốt và trứng cũng không có dấu hiệu gì bất thường thì khả năng thụ thai có thể trên 50%. Vậy còn cách khác thì sao anh? Còn một cách á là nuôi cấy tinh trùng và trứng ở bên ngoài. Khi có thể đậu thai thì lúc đó mới cấy vào tử cung. Xác suất của cách này có thể đạt trên 90%. Nhưng mà cách này tốn kém, với lại ở nước ta không được phổ biến lắm. Vậy theo anh đánh giá thì môi trường của em là bình thường đúng không? Như vậy tỷ lệ đậu thai là khá cao đúng không? Nhìn vào cái bản đánh giá này thì thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ hai người nói cho tôi nghe được chưa? Ông kỳ gì? Bác sĩ nói dì chưa đi lại thoải mái được đâu. Mà dì muốn đi đâu? Dì tính đi ra ngoài kia một chút. Ở trong này khó chịu quá. Vậy dì để con đỡ dì đi. Con cũng không rõ nữa. Mà chị Hiền mới đi ngày hôm qua thôi mà gì. Thiệt tình, nó lớn đầu rồi mà vẫn làm cho dì lo lắng. Dì không biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa. Dì cứ lo chuyện ở đâu hoài à. Chị Hiền vừa lành vừa giỏi, ai cũng khen hết mà. Nhưng gần đây con Hiền nó có chuyện gì lạ lắm con à. Sao dì cứ thấy nó nhói ở ngực nè, khó thở lắm. Thôi dì đừng có suy nghĩ nữa. Dì bệnh tim mà dì cứ suy nghĩ lung tung hoài không có tốt đâu dì. Biết chứ, nhưng không lo không được con à. Ông làm vậy là sao chứ? Hồi nãy Út Hiền đã muốn nói cho tôi nghe rồi, mà ông cố tình cho cô về để chặn lại đúng không? Ông im được chưa? Ông đi như vậy là đủ rồi đó Khang. Ông khỏi cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Bây giờ tôi sẽ nói cho ông nghe. Tôi không muốn ông ép Út Hiền tới mức cô phải buộc lòng nói ra. Cô cũng đã quá khổ sở rồi, ông có hiểu chưa? Trời ơi, ông không chịu nói liền là tôi nổi điên lên đó. Cái điều mà ông muốn biết là rất tàn nhẫn đối với Út Hiền. Mạnh Đông không thể có con được. Cậu ta bị vô sinh
do di chứng quay bị từ lúc nhỏ. Ông vừa lòng khi biết điều này chưa? Cái gì? Vô sinh? Mạnh Đông bị vô sinh à? Ừ. Tại sao lại như vậy được? Mạnh Đông thấy bình thường vẫn khỏe mạnh mà. Sức khỏe tốt, không có tính chất 100% quyết định có thể sinh con được hay không. Thì dù vậy đi nữa, nhưng mà với tiến bộ của y học ngày nay, chạy chữa có hiệu quả không? Nếu có, hy vọng dù chỉ là 1%, tôi cũng sẽ khuyên họ hết sức chữa trị. Nhưng trong trường hợp của Mạnh Đông là 0%. Vì vậy hai vợ chồng họ quyết định thụ tinh nhân tạo. Tinh trùng của Mạnh Đông vô hiệu nên buộc phải sinh của người khác. Ừ, chuyện này tuy ông đã nói, nhưng thật sự tôi còn chưa hiểu lắm. Nghĩa là bây giờ cần một người hiến sao? Cái đó thì không cần, ở trong ngân hàng có sẵn rồi. Bây giờ chỉ làm thủ tục là có thể tiến hành thôi. Tỷ lệ thành công cũng khá cao. Tôi phải làm gì để giúp vợ chồng Út Hiền đây? Vậy là được phải không anh? Vậy tuần sau em có thể bắt đầu đúng không? Ừ, tuần sau sẽ bắt đầu. Cô chuẩn bị tâm lý cho tốt nha. Tâm lý thì em đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Hạnh phúc sau này của em có công của anh rất nhiều. Bạn bè với nhau mà cô nói chuyện ơn nghĩa không thấy kỳ sao? Thôi, cô tranh thủ về sớm đi, không thì về tới nhà tối lắm. Dạ, em về nha.
Giờ tới lượt tôi rồi chứ. Ông tính làm chuyện đó thiệt hả? Tôi có nói giỡn đâu. Thôi giờ làm gì nữa tôi nghe đi. Thiệt tình. Con mình mới bắt đầu chạy nhảy như những đứa nhỏ kia được. Ngày đó chắc hạnh phúc lắm.